nó trần đẹp ấy. Trần này trần dệt cấp ấy. Nhưng mà anh thì là nếu anh đóng anh làm không làm 3 cấp rồi này, anh làm 2 cấp. 2 cấp. Một trần thẳng phát là trần khôi. Trần này đều gọi là trần dưới cấp à? Trần 3 cấp, 1, 3 cấp, 1, 2, 3, 7, 4, 3 cấp. Đèn led đấy, đèn led này, đèn led này không cháy, không nháy. Đèn led nó lớn là nháy. Ai lắm đèn led trong này nó đắp nháy là cái gì? Gần 50m2 anh ạ. Nhà mình cái này gần 50m2 này. Phòng này à? Vâng, nguyên cái phòng khách này 50 gần 50m2, 47m2 ấy. Nó gì? Tính theo cái 40m2 trên nó tính theo cái ấy thôi. Không biết nhưng mà tính nó tính theo cái mét trần đi. À trần nó tính theo mét trần chứ còn cái này chắc không đến. Đấy tính đến. Đó ra biết ngay. Đúng không? 8648 á? Thế chả 47 mét. 48 trong lòng xong rồi gặp chiều này nữa. Thế chả đến thế. 48 bao nhiêu? 48 nhân 18 là mét vuông mà. Nhất đi. 8 x 48 48 x 48 là 50 x 50 10 mét. 50 x 50 đi đúng không? 55 căng nhỉ? Đây là bao nhiêu mét vuông hỏi? Dạ. 50 x 50 em. Một chiều 5 mét, một chiều 5 mét. Hơn 20 mét vuông. Hôm qua nó nói nguyên cái phòng khách này là 47 mét vuông. Anh ạ. Đúng rồi, nếu là 47 mét vuông. Mét vuông, nếu mét vuông là nó tính theo cái mét trần. Trên dưới này chắc là không được. Ừ, trên nó giật cấp nó còn đua vào cái kiểu ấy nó giật cấp.